Xin chào các bạn quay trở lại với Tốt Sao Hàn, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Vào đúng 0 giờ ngày 17 tháng 12, JYP phát hành teaser cá nhân của hai thành viên Chewy và Sana cho ca khúc Cry For Me. Người hâm mộ có những phản ứng trái ngược đối với concept của hai mỹ nhân Twice. Trong khi Sana được khen về diện mạo long lanh đẳng cấp, thì Chewy bị chê kiểu tóc kém xinh, dìm nhan sắc. Một số ý kiến cho rằng stylist luôn thiếu đầu tư cho Chewy khi cô thường có vẻ ngoài dư nhất nhóm để những kiểu tóc nhàm chán và giảm bớt vẻ quyến rũ và duyên dáng. Người hâm mộ của Chewy phàn nàn vì nữ idol có gương mặt đẹp thuộc hàng top nhưng ít khi được đầu tư đúng với đẳng cấp nhan sắc. Vì kiểu tóc kém xinh này mà Chewy cũng là thành viên mờ nhạt nhất trong video concept này được JYP phát hành hôm 14 tháng 12. Một số bình luận: JYP không bao giờ dồn tâm huyết đầu tư ngoại hình cho Chewy. Chewy luôn phải nhận những concept như bà cô già, trong khi Sana, Nayeon, Mina lại như công chúa sành điệu. Kiểu tóc kỳ quặc này chỉ có Chewy cần được thôi. Đặt bức ảnh teaser của Sana và Chewy gần nhau là đủ biết ai là con cưng của công ty rồi. Chewy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Khá hài lòng về tông son đỏ nhưng lại không thích màu lông mày và kiểu tóc. JYP nên học SM khoản make up và YG khoản trang phục. Stylist chưa bao giờ khai thác được hết toàn diện visual của Chewy. Cũng có những ý kiến cho rằng visual của Chewy vẫn đỉnh cao và không hề có chuyện thiên vị, đối xử thiếu công bằng giữa các thành viên trong Twice. Mỗi người một nét đẹp riêng nên stylist sẽ sắp xếp linh hoạt theo từng concept để hình ảnh mỗi người không bị trùng lặp. Trước đó thì tại Mama 2020 diễn ra vào hôm 6 tháng 12 thì các fan của Chewy cũng bày tỏ bức xúc với JYP khi nữ idol là thành viên duy nhất không được đi giày cao gót mà phải đi một đôi dép đế thấp là khỏe so với trang phục. Trong màn trình diễn Cry For Me tại Mama, Chewy chỉ được hát 7 giây ít ỏi dù rất tỏa sáng trên sân khấu. Người hâm mộ cho rằng sự đối xử bất công của JYP dành cho Chewy ngày càng quá sức chịu đựng vì cô có nhan sắc, có sức hút. Fandom Chewy cũng đóng góp lớn trong doanh số album và concert, nhưng mỹ nhân này thường bị dìm, làm nền cho những thành viên khác. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!